Suzuki GSX ha, bị mất hết chìa khóa, mất hết ID ha. Chìa khóa của khách bị rớt xuống xe cán hư. Mình làm đọc mã ID và làm cho khách chìa mới ha. Cái chìa này đang off nè. Làm một cây độ, một cây zin nha. Cây độ nè. Đó. Rồi lên nè. Thấy không? Này bóp côn là đề được luôn. Rồi tắt nè. Tắt cái độ đi nè. Cái độ màu mẹt nha. Rồi. Còn cây này cây zin nè. On nguồn lên. Rồi. Lên ha. Rồi cần làm chìa khóa Smoky ha. Honda, Yamaha, Suzuki mà mất hết ID thì liên hệ mình ha, thợ khóa Biên Hòa.com ạ. Rồi cảm ơn quý khách ủng hộ.